Hello mọi người, hôm nay game mới ra đồ đào dương mới nha, mình đi đào nha. Dương đầu tiên nè mọi người. Ra kính cá heo băng nha. Ok, đi tiếp thôi. Ui, khoáng sảng lớn nè mọi người. Ui, dương kế mình luôn. Đi tiếp nha. Dương thứ hai nha. Ra đồ đi. Ui, ra súng nha mọi người. Ok, còn thiếu hai món nữa full đồ rồi. Lâu quá không ra dương luôn á. Dương thứ ba mọi người ơi. Ia ê, ra dày rồi mọi người ơi. Còn mỗi đồ là full ói. Đi tiếp thôi. Ui, hên ghê, mới ra nữa nè mọi người. Lại kính. Dương thứ tư nha. Ra đồ. Ui, lại kính nữa. Tiếp nào. Dương thứ năm nha. Ie, ra đồ rồi. Ok, full đồ nha, để mình ra mặc cho mọi người xem. Dễ thương quá, đẹp nữa.
Chúc mọi người đào ra nhiều dương nha. Bye bye mọi người.